tình là bất ngờ. Là ta lạc vào giữa những dòng trăn trở, tiệc tan đêm tàn, ta miên man với những tấc thơ. Có bút có mực của người bạn là những trang vở nhẹ nhàng. Như thế ta cứ lạc vào một giấc mơ, và ta cũng chẳng nhớ đây là đâu. Có vẻ như ta đang đứng trên một góc phố khu gầm cầu, trong thân xác một thằng nhỏ áo ba lỗ dắt theo sau một đứa em gái mù lòa mà nó chẳng rõ đang đi đâu. Có lẽ là tới con ngõ ở đằng sau, nơi một thằng thanh niên đang đứng chờ và ra dấu. Thoáng giật mình tao lại lạc giữa một lô như hàng lẩu, tay cầm rổ kẹo cao su, cô ơi cô mua giùm cháu. Đêm qua màu ta lại thấy mình trong một căn khác, cạnh thằng thanh niên kia đang ngồi đong đếm từng đồng bạc. Rồi hồn lìa khỏi xác, trở về chiếc bàn thân quen còn chất hơi men nơi cổ họng ta là. Giữa muôn vạn làn khói, bay thật chậm như thật sắc này đang trôi. Miệng muốn nói, tay muốn viết mà như cạn lời. Rồi cứ thế nhắm mắt lại ta lạc vào trong đêm tối. Gió đang rít hai bên tai, xung quanh ta bao nhiêu người ta chẳng biết ai là ai. Lạc giữa tiếng xì xào, mọi thứ tối sầm lại. Bỗng nhận ra mẹ đang nằm cạnh ta, mắt mẹ nhắm mãi. Lạc vào trong mơ hồ, ta nghe tiếng khóc mếu. Mẹ ơi cứu con với, đâu đó tiếng thằng nhóc kêu. Đầu ta quay ta vùng vẫy giữa dòng nước xoáy, để bỗng thấy có vòng tay ai ôm lấy đây ta không hiểu. Phải chăng cùng một người trao ta hai lần sự sống, để đổi lại là linh hồn trở về với hư không. Ta lạc một lần nữa giữa những tiếng khóc vô vọng, giữa những nén nhang chiếc khăn tang và nắp quan tài đã đóng. Ta lạc. Ký ức năm xưa khi ta còn có bố lo miếng ăn ngày dăm bữa. Đứa em gái mới ngày nào còn đang thời ấm ngửa, giờ đã lon ton chạy đùa giữa những góc nắng ban trưa. Đâu còn nữa những ngày tháng vui vẻ bên nhau, khi những bữa cơm dần bị bố thay bằng những đêm nhậu. Chén rượu đầy bố uống cạn để chút quên sầu, và để thay những nụ cười bằng những trận đánh ngày một thêm đau. Đến một ngày khi những trận đòn vượt qua tầm kiểm soát, đứa em gái tội nghiệp vô tình bị mảnh chai đâm vào mắt. Miệng nó khóc, máu nó chảy, tay nó nắm thật chặt. Ta kéo nó chạy bỏ lại sau lưng tiếng la mắng quát nạt, và tiếng chửi vẫn cứ đuổi theo mỗi con phố ta qua. Đến khi ta nghe tiếng xe đâm mạnh và tiếng bố ta la, đó là khi ta lạc giữa mông lung và sợ hãi. Cứ thế ta đi lạc mãi không thể trở lại. Trong cơn say mềm, lạc giữa những xô bồ, ta lạc giữa những góc phố, lạc trong bao đêm lạnh, lạc giữa những âm thanh, ta lạc giữa những chơi vơi, rồi lạc vào một mảnh đời.